Trình bày nội dung tiếp theo là trợ cấp CBD, thách thức trong thời đại kháng thuốc. Nói như thế thì cái chủ đề này muốn tập trung đến vấn đề bản chất viêm có phải nhiễm khuẩn hay không, và chúng ta sử dụng kháng sinh như thế nào ở trong cái tinh thần là chúng ta đang rất là ái ngại và chúng ta đang trong cái môi trường kháng thuốc. Thế thì để cho chúng ta tỉnh ngủ ngay lập tức sau một cái buổi trưa căng thẳng như thế này thì tôi xin được tóm tắt cái bài báo cáo của tôi trong slide như thế này. Cái thứ nhất là bản chất của nhiễm khuẩn ở trong CBD là phức tạp. Nhiễm khuẩn hay không nhiễm khuẩn còn là một câu hỏi mà chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng trả lời được một cách dễ dàng, nhất là trong thực hành lâm sàng. Khoảng 50% các trường hợp khẩn cấp không phân lập được vi khuẩn. Và bản thân cái việc mà chúng ta phân lập vi khuẩn theo các cái tiêu chuẩn đấy, theo các thực hành thường quy, thì ở cái người CBD bình thường ngoài khẩn cấp cũng phát hiện ra được. Cho nên là chúng ta không nói rằng bệnh nhân phân lập được vi khuẩn ở trong khẩn cấp là tác nhân của khẩn cấp. Điểm thứ hai nữa là hiệu quả kháng sinh không thực sự rõ ràng ở trong khẩn cấp CBD, nhất là ở những cái trường hợp khẩn cấp CBD nhẹ, trung bình. Nếu chúng ta nói rằng là chúng ta không nhìn thấy cái vai trò của khẩn cấp, vai trò của kháng sinh trong khẩn cấp nhẹ và trung bình, thì theo cái logic và suy luận của chúng ta thì rõ ràng câu chuyện của chúng ta điều trị kháng sinh ở trong trường hợp đó không đúng tác nhân gây ra khẩn cấp. Hay nói cách khác là đối với khẩn cấp CBD nhẹ và trung bình thì cái vai trò của nhiễm khuẩn chưa thực sự là rõ ràng. Điểm thứ ba là nếu mà chúng ta tin rằng cái câu chuyện của cái nhiễm khuẩn là thật dựa trên các cái evidence về xét nghiệm vi sinh ấy, thì phế cầu của chúng ta là cái tác nhân và cái bệnh chủ yếu ở trong khẩn cấp CBD. Và cho đến bây giờ thì các y văn thế giới cũng như y văn Việt Nam đều nói rằng là phế cầu của chúng ta đang còn nhạy cảm rất là tốt về aminopenicillin. Tôi xin nhấn mạnh là aminopenicillin. Và y văn của thế giới cũng vậy, y văn của các nước ở khu vực châu Á cũng vậy, và y văn của Việt Nam cũng vậy. Chúng ta có thể rất là yên tâm khi chúng ta dùng ampicillin hoặc là amoxicillin, là những các cái aminopenicillin rất là phổ biến ở trong thực hành. Cái mục thứ tư là trong các cái tác nhân vi sinh gây bệnh hay phân lập được thì nó có một cái tác nhân trong phần gram âm là cái mục thứ nhất gây ra. Thì cái vi khuẩn này về cơ chế kháng thuốc là tiết ra beta-lactama cổ điển. Vì sáng nay chúng ta có nghe một cái báo cáo về beta-lactama có 4 cái nhóm ABCD theo Amler. Thì chúng ta biết rằng là cái beta-lactama của Haemophilus influenza là rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần cộng với một cái kháng beta-lactama là ổn. Cho nên chúng ta không sợ lắm. Một cái điểm tiếp theo nữa là chúng ta bảo liệu có Pseudomonas hay không? Thì câu trả lời là có vai trò của Pseudomonas nhưng mà với tỷ lệ khoảng 10%. Tức là chúng ta không sợ cái đối thủ này ở trong thực hành lâm sàng với đa số các trường hợp, đặc biệt là những trường hợp nhẹ và trung bình không nhập viện. Và một cái điểm nữa chúng ta cần lưu ý đối với Pseudomonas trong khẩn cấp CBD là không phải là Pseudomonas theo cái kiểu hình của Pseudomonas trong nhiễm khuẩn bệnh viện. Cho nên chúng ta đừng hoang mang. Pseudomonas nó chịu tác dụng với hầu hết các kháng sinh beta-lactam kháng Pseudomonas. Cho nên chúng ta hãy rất bình tĩnh. Và cái điểm cuối cùng là chúng ta trong thực hành lâm sàng ở quốc tế thì người ta khuyên chúng ta dùng CRP, nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta chưa có cái xét nghiệm gọi là trực tiếp chạy chỗ theo cái kiểu quick test của tiểu đường, thì chúng ta nên sử dụng cái CRP hoặc là chúng ta kết hợp CRP với Poscarcinoline trong thực hành lâm sàng nếu chúng ta có điều kiện. Đấy, tôi tóm tắt toàn bộ cái bài báo cáo của tôi trong cái slide như vậy. Bây giờ tôi nói rất nhanh về cái nội dung mà tôi muốn diễn giải ra. Bản chất viêm ở trong khẩn cấp CBD thì chúng ta thấy rằng là tăng viêm, cái đó ai cũng đồng thuận. Có vai trò của virus, tăng bạch cầu rét gan và có vấn đề nhiễm khuẩn, đồng nhiễm hay là riêng biệt vi khuẩn, hoặc là riêng biệt virus, hoặc là riêng biệt vi khuẩn. Như vậy là nếu như mà chúng ta nhìn thấy ở những cái góc độ điều trị thì rõ ràng chúng ta thấy khẩn cấp CBD chúng ta cần phải điều trị giảm viêm khuẩn bất cứ một cái nguyên nhân gì. Tăng viêm, tăng phản ứng, tăng co thắt, tăng tiết để chúng ta dùng thuốc giảm phế quản. Thế nhưng mà chúng ta thấy là ở trong đó có vai trò của kháng viêm. Nhưng mà cái vai trò của kháng viêm nó chỉ có ý nghĩa khi nó tác dụng trên cơ chế của viêm tăng bạch cầu rét gan thôi. Chứ nếu mà là viêm do nhiễm trùng, do nhiễm khuẩn thì vai trò của corticoid là chúng ta là ham phun, tức là chúng ta rút súng bắn vào chân mình. Nhưng mà nếu như là nhiễm khuẩn
Ở trên cái sơ đồ này các ông thấy, nếu như nhiễm khuẩn chúng ta điều trị corticoid là thất bại, bởi chúng ta đã vô tình chúng ta phá vỡ cái cơ chế bảo vệ của bạch cầu dẫn trung tính trong trường hợp nhiễm khuẩn. Nếu chúng ta dùng corticoid, tôi sẽ diễn giải câu chuyện này trong cái slide tiếp theo. Thế như vậy rằng là chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện của viêm nhiễm khuẩn ở trong đợt cấp COPD là cần phải hiểu cái cơ chế nền tảng chúng ta quyết định điều trị kháng sinh hay là không điều trị kháng sinh. Ở trên slide này chúng ta thấy rằng đa phần các cái trường hợp có sự tác động của môi trường, và trong cái sự tác động của môi trường đó người ta nói là có vai trò của virus ở giai đoạn đầu. Chúng ta thấy bệnh nhân hắt hơi, sổ mũi, mắt đỏ vân vân, rồi đến 2-3 ngày sau lại bắt đầu có cái tình trạng nhiễm virus rất là rõ ở trên lâm sàng, rồi sau những ngày sau thì sẽ có những cái triệu chứng của tình trạng nhiễm khuẩn. Nhưng mà không phải là bệnh nhân nào cũng đi theo cái quy trình bắt buộc như vậy. Có những cái bệnh nhân nó chỉ ngừng lại ở cái giai đoạn đầu, không chuyển sang cho nhiễm khuẩn. Thế thì nếu mà chúng ta thấy rằng là ở giai đoạn đầu mà là do môi trường, ở giai đoạn đầu là do virus, chúng ta cho kháng sinh là vô duyên. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đã tiến triển sang giai đoạn nhiễm khuẩn rồi mà chúng ta lại cho corticoid là chúng ta lại vô duyên. Thế cho nên là câu chuyện này là câu chuyện chúng ta phải hết sức chú ý phân tích là ở giai đoạn nào, với những cái dấu hiệu nào chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh. Đây là một cái nghiên cứu rất thú vị để cho chúng ta thấy câu chuyện của virus. Cụ thể đây là HRV và nhiễm khuẩn. Chúng ta thấy cái đường chấm 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 đó là đường của virus, cái đường màu đen liền nét là đường của vi khuẩn. Cho chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp mà khi mà phân lập được vi khuẩn thì nó khác, không phân lập được vi khuẩn nó khác. Chúng ta chỉ hình dung ở bên tay trái chúng ta là những cái bệnh nhân không phân lập được vi khuẩn, để cho chúng ta thấy là khi tải lượng của virus nó giảm xuống ở ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 thì bắt đầu tải lượng của vi khuẩn nó sẽ tăng lên, tải lượng của vi khuẩn nó tăng lên, mà cái tải lượng này là cái tải lượng colonization ở trên đường thở của bệnh nhân chứ không phải là nhiễm mới. Và trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc điều trị ở những ngày sau là cần thiết nếu chúng ta sử dụng kháng sinh. Thế còn ở bên tay phải của chúng ta là cái hình của những cái bệnh nhân có phân lập được vi khuẩn ở trong đầm của bệnh nhân. Chúng ta thấy rằng là khi tải lượng của virus đã được chấm chấm nó đi xuống thì bắt đầu có cái tải lượng của vi khuẩn nó đi lên. Như vậy là chúng ta có thấy rõ ràng rằng là cái việc chúng ta cho kháng sinh ở giai đoạn đầu là không hợp lý, và chúng ta cho kháng sinh ở giai đoạn sau là hợp lý. Nhưng mà ở giai đoạn sau chúng ta cho có tí là rất không hợp lý nếu như là chúng ta xét về dưới góc độ nhiễm khuẩn. Đây là một cái hình để chúng ta thấy, thì một cái nghiên cứu mà chúng ta thấy là minh chứng rằng là rõ ràng câu chuyện của tăng bạch cầu ở máu ngoại vi của bệnh nhân trong thời cấp là rất là rõ ràng. Ở trên này chúng ta thấy rằng là họ phân tích bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu hải quan ở trong máu bệnh nhân ở trên những cái trường hợp nhiễm virus vi khuẩn và không xác nhận được các tác nhân vi sinh, và người ta có chữ E và chữ C là vào thời cấp hay là trong lúc bệnh nhân đang ổn định. Chúng ta thấy rằng là kể cả virus, kể cả nhiễm khuẩn, kể cả không phân lập được cái gì cả, thì trong tất cả các trường hợp bạch cầu đa nhân trung tính đều tăng hơn so với tình trạng ổn định. Cho nên là chúng ta không dựa vào bạch cầu đa nhân trung tính được. Lát nữa tôi sẽ nói về vấn đề đặc điểm của đều. Nhưng mà chúng ta thấy nhìn cái bạch cầu ái toan, chúng ta thấy rằng bạch cầu ái toan chỉ tăng khi chúng ta thấy là bệnh nhân có kết hợp virus, hoặc là virus đơn độc, hoặc là virus kết hợp với vi khuẩn. Hay nói một cách khác là virus là tác nhân gây nên một cái tình trạng gọi là tê sang lại tăng bạch cầu ái toan, mà chỉ trong trường hợp đó chúng ta mới có sử dụng corticoid mà có hiệu quả mà thôi. Thế bây giờ vai trò của kháng sinh như thế nào? Vai trò kháng sinh đây là một cái nghiên cứu gọi là khá kinh điển. Người ta nghiên cứu về doxycycline và người ta kết luận rằng doxycycline là có hiệu quả kể cả trong thời gian 10 ngày và trong thời gian 30 ngày. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn theo cái kiểu phân tích của meta-analysis thì rõ ràng là nếu phân tích sơ bộ thì không phải tất cả đều thỏa mãn rằng là điều trị doxycycline có hiệu quả hơn là điều trị bằng placebo. Vậy tôi nhấn mạnh lại những cái điểm mà ở trên cái phân tích sơ bộ chúng ta cho thấy chúng ta là chỉ khi nào mà bệnh nhân có cái đặc điểm của đợt cấp theo kiểu tiếp 1 của Anderson, tức là có đủ 3 triệu chứng cơ bản, trong đó đặc biệt là có cái triệu chứng đầu mổ, thì chúng ta mới thấy rằng là hiệu quả kháng sinh đang mới rõ. Và cái thứ hai là CRP ở ngày thứ 10 và CRP ngày thứ 30 trên 50mg/lít thì chúng ta mới thấy có cái hiệu quả, có ý nghĩa của doxycycline. Như vậy là câu chuyện này chúng ta cần phải hết sức lưu ý rằng là rõ ràng người ta đã chứng minh rằng cái viêm, cái nhiễm trùng ở trong COPD không phải là đồng nhất mà rất khác nhau để chúng ta quyết định vấn đề điều trị kháng sinh.
Đây là một cái nghiên cứu rất là quan trọng, và đây là một cái nghiên cứu gọi là có tính cách mạng ở trong cái phân tích. Mà trong cái slide này cho chúng ta thấy nhấn mạnh là khi người ta phân tích cụ đặc điểm viêm của bệnh nhân được gặp CVD thì nó không giống nhau. Có thể là nó TS1, có thể là TS2, nó không giống nhau. Và một cái điều rất quan trọng nữa ở trong cái hình này người ta nhấn mạnh là, mà tôi highlight một đó, đặc điểm viêm là không khác nhau giữa các tiếp triệu chứng của Ankylosen. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta dựa vào triệu chứng của Ankylosen, ta nói là trường hợp này là nhiễm khuẩn, thì cái nghiên cứu này nó phản bác cái tư duy đó. Cho nên chúng ta không thể dựa vào Ankylosen để quyết định, mà có nói là mà nói rằng đấy là một quyết định chính xác được. Cụ thể người ta thấy rằng là những cái trường hợp, đây là một cái phân tích ngẫu nhiên, randomized, một bên là điều trị prednisolone và một bên điều trị không điều trị prednisolone, cho ta thấy chỉ khi mà chúng ta thấy rằng là bạch cầu ATP tăng thì điều trị prednisolone mới có hiệu quả. Cụ thể nếu như bạch cầu ATP tăng mà không điều trị prednisolone thất bại đến 66%, nhưng mà ngược lại nếu như là bạch cầu ATP mà không tăng mà chúng ta điều trị bằng prednisolone thì cái tỷ lệ thất bại nó khoảng 25%, 1/4 số trường hợp. Thế như vậy là câu chuyện là chúng ta cần phải hết sức lưu ý bản chất viêm là cái gì trước khi chúng ta nói rằng vi khuẩn kháng thuốc và chúng ta thấy bạn điều trị kháng sinh. Bây giờ tôi trở lại câu chuyện của vi khuẩn, tôi nói rất nhanh là ở trên vi khuẩn của COPD ổn định, ở trên vi khuẩn của bệnh nhân trung bình rồi bệnh nhân nặng, để ta đều nhấn mạnh rằng phế cầu và hemophilus influenza là hai tác nhân quan trọng nhất ở trong kể cả Colonson, kể cả trong cái được phân tích như vậy. Bây giờ tôi có ba cái ví dụ về ba nghiên cứu ở Việt Nam mà chúng tôi làm đa trung tâm. Cái nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu RIU, cho chúng ta thấy một cái đặc điểm rất là thú vị là nếu chúng ta cấy thường quy hình bên tay trái của chúng ta, cấy thường quy chúng ta thấy phế cầu hemophilus influenza là phế cầu là zero, hemophilus influenza là rất thấp. Trong đấy chúng ta chủ yếu thấy các cái triệu chứng đường ruột gamma rất là đi ra. Và bây giờ tôi nghĩ các bạn ở đây các bạn làm xét nghiệm, các bạn sẽ thấy là bệnh viện mình trả lời kết quả như vậy. Nhưng mà nếu phân tích bằng PCR kết hợp với nuôi cấy, chúng ta thấy hình ảnh là rõ lên rất là rõ là phế cầu và hemophilus influenza là chủ yếu. Còn trục khuẩn gram mâm mà nãy tôi nói 10% pseudo gram là một cái tỷ lệ thấp hơn rất là nhiều. Một cái điểm tiếp theo nữa là cái nghiên cứu ECRI này lại một lần nữa nói lại cái kết quả của nghiên cứu RIU mà tôi vừa trình bày với các bạn, là các cái vi khuẩn dễ mọc hay các cái vi khuẩn chúng ta gặp trong cái nhiễm khuẩn bệnh viện E. coli, Klebsiella, rồi là Staphylococcus aureus, rồi là Actinopomoni, ta thấy là gặp rất là nhiều. Đây là các cái cột của các cái sai nghiên cứu ở trong cái nghiên cứu này, chúng ta thấy chủ yếu là trực khuẩn. Nhưng mà nếu chúng ta phân tích bằng PCR thì chúng ta thấy rằng là phế cầu và hemophilus influenza là chủ yếu. Và đây là cái nghiên cứu cuối cùng chúng tôi mới làm gần đây là nghiên cứu MIC, để cho chúng ta một cái hình ảnh nó rất là quan trọng nữa là cái tỷ lệ kết hợp giữa vi khuẩn và virus là rất cao. Và từ nãy giờ tôi nhấn mạnh lại rằng là vai trò của virus trong ít nhất là 60% các trường hợp. Vậy chúng ta đang tiếp cận với bệnh nhân ở giai đoạn virus, hay là chúng ta đang tiếp cận bệnh nhân ở giai đoạn vi khuẩn, hay là chúng ta đang tiếp cận bệnh nhân đồng thời kết hợp giữa nhiễm virus và vi khuẩn, chúng ta cần hết sức lưu ý. Thì đấy, cũng qua ba nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng cái diện mạo của nhiễm khuẩn trong đợt cấp COPD là phế cầu và hemophilus influenza có vai trò rất quan trọng của virus ở trong đó. Và chúng ta thấy rằng là câu chuyện của các cái kháng sinh này, các cái vi khuẩn này đối với kháng sinh không đáng lo ngại. Bây giờ tôi lại nói cái câu chuyện của thế giới, thì cho chúng ta thấy rằng đây là một cái nghiên cứu rất đặc biệt, là người ta nghiên cứu ở trên người đợt cấp COPD cần thở máy nhưng mà đặt nội khí quản làm xét nghiệm luôn, tức là nó chưa bị gây nhiễm bởi cái động tác can thiệp bằng đặt nội khí quản và thở máy, cho chúng ta thấy rằng là các cái vi khuẩn mà tôi vừa trình bày các bạn là kể cả bệnh nhân vào ICU thì phế cầu hemophilus influenza catalysis cũng là chủ yếu và vai trò của pseudomonas rất là thấp. Và một cái nghiên cứu nữa mà tôi trình bày là cái quan điểm của quốc tế trong một cái tổng quan rất là nhiều nghiên cứu, người ta kết hợp nuôi cấy và PCR, người ta thấy rằng là 25% là đơn tác nhân, 25% là kết hợp virus vi khuẩn, rất giống như nghiên cứu MIC ở Việt Nam, 25% là không xác định được cái gì cả. Thế như vậy là trong câu chuyện chỉ định kháng sinh, chúng ta cần phải phân biệt rằng là 30% chúng ta cho kháng sinh là đúng. Nếu 25% virus chúng ta cho kháng sinh là vô duyên. Nếu 25% không phân lập được vi khuẩn, chúng ta cho kháng sinh là vô duyên.
Cho nên là câu chuyện đó là chúng ta cần phải có một cái phân tích mà ngay từ sáng đầu tôi nói ít nhất là 50% chúng ta thấy rằng là vai trò của kháng sinh không chứng minh được rõ hiệu quả. Như vậy chúng ta cần phải có một cái câu trả lời rằng là có phải nhiễm khuẩn không, nguy cơ nhiễm khuẩn là gì, và lúc đó chúng ta mới đặt câu hỏi rằng liệu có kháng thuốc ở trong trường hợp này hay không mà chúng ta quyết định điều trị. Bây giờ tôi đã xin được nói đến cái câu chuyện của điều trị kháng sinh. Đây là một cái nghiên cứu phân tích giữa amoxicillin kết hợp với acid lauryl sulfate. Người ta nói rằng là cái câu chuyện của điều trị kháng sinh là dường như là có hiệu quả ở trong trường hợp này, và đặc biệt có hiệu quả khi mà CRP khi xét nghiệm bệnh nhân CRP là trên 40mg/L thì nó thể hiện rất là rõ. Rồi một cái phân tích nó có một cái giá trị về thống kê, giá trị về bằng chứng mạnh hơn là một cái phân tích Cochrane, cho chúng ta thấy rằng là kháng sinh không có một kháng sinh có một số tác dụng đối với bệnh nhân nội trú và ngoại trú, nhưng mà cái sự khác biệt đó không thật sự rõ ràng, không đủ mạnh, và nó chỉ có ý nghĩa ở trên những bệnh nhân nặng nhập viện hoặc nhập ICU mà thôi. Bây giờ tôi lại phân tích đến cái vấn đề kháng thuốc hay là lựa chọn kháng sinh nào. Đây là một nghiên cứu rất là thú vị, gọi là nghiên cứu Misan. Cái thiết kế nghiên cứu này là họ so sánh giữa một cái aminopenicillin với một cái moxifloxacin, mà chúng ta biết rằng là sinh sản dụng của hai thuốc khác nhau, cơ chế của hai thuốc khác nhau. Amoxicillin có thể tác dụng nội bào ngoại bào, nhưng aminopenicillin tác dụng ngoại bào thôi, là một kháng sinh ưa nước, trong khi đó là moxifloxacin là một kháng sinh ái mở, tức là cái sinh sản dụng rất là tốt, phân bố nó vào phổi rất là tốt. Thế nhưng mà người ta lại so sánh hai cái với nhau, và rõ ràng cái việc so sánh này là khập khiễng về mặt cơ chế, nhưng mà người ta lại nói rằng là hiệu quả của điều trị của hai kháng sinh là như nhau. Như vậy là rõ ràng là câu chuyện khi anh nói hai cơ chế khác nhau, đích khác nhau, mà người anh nói rằng là hai cái điều trị đó có kết quả như nhau, thì chúng ta khoan hãy đặt câu hỏi là liệu các kháng sinh này có thực sự cần hay không, vi khuẩn gì, cơ chế tác dụng như thế nào. Thế cho nên là câu chuyện của nghiên cứu này để ra rất là nhiều các cái câu hỏi. Thứ nhất là điều trị kết hợp có thể nguyên trong đợt cấp, họ không loại trừ. Thứ hai là không tin được vào các xét nghiệm vi trùng học của người ta, vì rõ ràng là không đánh vào cơ chế nào cả, và thuốc điều trị cho đợt cấp là không kiểm soát được. Cho nên cái nghiên cứu này có rất nhiều các cái câu hỏi. Vậy thì quan điểm chung về kháng sinh như thế nào? Chúng ta có thể nghe một cái nhận định của một cái tài liệu mà cũng gọi là có thể là tin cậy được, là cái tài liệu của các thầy thuốc lâm sàng của Mỹ. Họ nói rằng là chúng ta không có đủ bằng chứng để hỗ trợ nên sử dụng kháng sinh nào, hơn kháng sinh nào, không có bằng chứng để nói về cái chuyện đó. Cho nên là rõ ràng là câu chuyện của kháng thuốc dường như nó không phải là cái điều quá lo lắng ở trong đợt cấp COVID. Thế còn thực tế thì sao? Thực tế thì các cái nghiên cứu ở Việt Nam so với các cái nghiên cứu ở trong khu vực thôi, chứ không phải là trên thế giới, cho chúng ta thấy rằng là thực tế của phế cầu của Emophilus Việt Nam với một cái tỷ lệ là kháng thuốc cao hơn so với các nước trong khu vực. Ở đây là một cái phân tích của bốn cái nước tham gia nghiên cứu, thì tôi nối các cái đường màu đỏ ở các cái kháng sinh và nối các đường màu xanh ở các cái kháng sinh của các cái nước mà gọi là chúng ta cùng tham gia nghiên cứu, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ nhạy cảm với kháng sinh của Việt Nam nó thấp hơn, cái màu đỏ nó thấp hơn. Hay nói cách khác là chúng ta đang trong một cái bối cảnh của tình hình kháng thuốc của các vi khuẩn phổ biến trong đợt cấp COVID là tệ hơn so với các nước. Và các nghiên cứu của Việt Nam bằng chứng nói rằng là từ năm 2008 cho đến 2018, trong vòng 10 năm chúng tôi có những cái nghiên cứu để nói rằng là cái MIC của phế cầu đối với penicillin là tăng lên. Nếu như 2008 là 20mg/L thì 2009 chúng ta phải lên 30mg/L, và 2018 là lên 41mg/L. Đó là chúng ta sẽ phải nói đến liều lượng của aminopenicillin nào cho nó hợp lý. Thế còn đối với quinolone thì rất là khủng khiếp, là 2008 chúng ta thấy tỷ lệ kháng rất thấp và đối với chúng ta rất hoan hỉ. Thế nhưng 2009, 2011 lên đến 9,9%, và cái 2018 câu chuyện cách đây cũng đã rất nhiều năm rồi, là gần 30% là kháng với levofloxacin. Hay nói cách khác rằng là phế cầu mà chúng ta cho levofloxacin là routine là không được, bởi vì trên 25% là phải báo ra khỏi cái guideline tiêm quy định. Như vậy thì chúng ta rõ ràng là nếu chúng ta cho aminopenicillin thì chúng ta phải lưu ý rằng là phế cầu ở Việt Nam ít nhất là phải trên 20mg/L rồi, với cái MIC rồi, và ít nhất là chúng ta phải cho bệnh nhân với một cái liều lượng cho nó phù hợp. Thế còn đối với Emophilus Venza thì tôi lại nhấn mạnh rằng là chúng ta vô tư, không cần quá lo lắng về liều amoxicillin, miễn là có
kháng với tạo mạc kết hợp. Ở trên slide này tôi muốn nhấn mạnh cái màu đỏ là khi chúng ta kết hợp với kháng beta-lactamase, thí dụ như là axit lactic, thí dụ như sulbactam chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là cái MIC của ngành nó cũng xuống rất nhanh, từ 64 xuống 0.5, như vậy là rất là ngoạn mục. Bây giờ cái điều tiếp theo nữa là kháng sinh cho thật cấp kéo dài thời gian bao lâu, thì các cái guideline đều nói là khoảng từ 5 đến 7 ngày, xin lỗi, 5 cho đến 10 ngày, và khuyến cáo sử dụng ở trong đợt cấp nặng nhập viện ICU cũng cỡ như vậy, 5 cho đến 7 ngày, mà chưa có gọi là kết luận chắc chắn rằng là những trường hợp này cần kéo dài kháng sinh. Tất nhiên là trừ khi nó bị biến chứng của cái việc của bệnh viện, và trong cái điều trị người ta đều nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải sử dụng biomarker để chúng ta có một cái đánh giá, có một cái tiêu chuẩn. Một cái điều này tôi cũng đã trình bày với các bạn rồi. Và phế cầu chúng ta nên sử dụng amoxicillin với cái liều ít nhất là cho bệnh nhân với MIC là trên 2 mg/ml. Bây giờ tôi lại muốn kết luận cái phần trình bày của mình bằng cái nghiên cứu ban nãy tôi đã trình bày, tức là nghiên cứu của Mitchell. Ở trong cái nghiên cứu Mitchell đó thì chúng ta hoàn toàn không sử dụng placebo. Cho nên là chúng ta kết luận ở cái slide đầu truyền hình đầu tiên ở bên tay trái là hai cái thứ thuốc này nó không khác nhau, nếu đứng trên gọi là toto cái n là không khác nhau. Điều này khiến cho chúng ta thấy rằng là rõ ràng câu chuyện của vi khuẩn kháng thuốc là dường như đặt ra trong giai đoạn là không có lý do gì cả. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn sang bên tay phải người ta đã phân tích chỉ trên những trường hợp có phân lập được vi khuẩn thôi, thì rõ ràng là nó tách ra làm hai, nó có ưu thế về moxifloxacin, và càng ngày càng phía sau thì nó là càng giảm cái độ khác biệt ra. Ở đây nó muốn nói một cái điều là chúng ta điều trị kháng sinh không chỉ cho đợt cấp, mà chúng ta điều trị kháng sinh để làm sạch khuẩn, và từ đó chúng ta kéo dài thời gian bệnh nhân xuất hiện đợt cấp tiếp theo. Đây là một cái đoạn rất hay mà tôi rất muốn nhắc lại câu chuyện này, bởi vì cái chữ 5 cho đến 10 ngày hoặc là 5 cho đến 7 ngày ở trong cái chỉ định thời gian điều trị kháng sinh là một dấu hỏi và bằng chứng rất thấp ở trong cái thời gian. Cho nên là chúng ta cần phải có các cái nghiên cứu điều trị kéo dài kháng sinh với cái cơ chế giải quyết polymerization thì chúng ta mới có thể làm cho bệnh nhân bớt được các đợt. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Văn Thăng.